Cũng trong ngày mùng 5 tháng 3, vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc vào cuối tháng 2, theo như những thông tin đã được cập nhật tại Hy Lạp, đã khiến cho khoảng 57 người thiệt mạng và ít nhất 56 người khác mất tích. Thủ tướng của Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đánh giá rằng đây là vụ tai nạn tàu hỏa khủng khiếp chưa từng thấy ở nước này, đồng thời cam kết cơ quan chức năng sẽ điều tra đầy đủ. Và theo nhận định của giới luật sư, trưởng ga tại nơi đoàn tàu gặp nạn có thể phải ngồi tù chung thân sau thảm kịch nói trên. Theo The Guardian, trưởng ga tại Larissa đã nhận trách nhiệm sau vụ tai nạn tàu hỏa hôm 28 tháng 2. Người này có thể phải đối mặt với cáo buộc giết người bất cần và có thể ngồi tù chung thân nếu bị kết tội. Hiện phiên tòa xét xử về vụ tai nạn đã bị tạm hoãn để điều tra bổ sung. Tại sao trưởng ga lại không nhận ra những gì đang xảy ra, ngay cả khi ông ta phạm sai lầm là không mở khóa? Điều đó có nghĩa ông ta không có mặt ở vị trí gác. Các nguồn tin pháp lý cho biết, những điều tra viên đang xem xét cáo buộc hình sự với Hellenic Train, đơn vị vận hành tuyến đường sắt từ năm 2017. Vụ tai nạn đã khiến Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp từ chức.